một cách tái nè mọi người. Mọi người đang xem kênh YouTube của Tấn Anh TV Autist nha. Chúc mọi người luôn khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình dẫn đi quay lan cho mọi người xem. Mọi người xem cái gì ủng hộ xem cho mình với, đăng ký kênh và like share cho mình với. Cảm ơn rất nhiều. Cây này là nguyên rễ gốc nó luôn mọi người. À, đẹp anh có tái luôn. Đẹp anh mọi người. Trời không được nắng lắm. Nắng lúc không. Trời nó mình cố gắng mình quay nhất có thể cho mọi người xem. Vườn này có nhiều cái mặt hoa lạ lắm mọi người ơi. Mọi người xem nè. Hoa đen rô có nhiều loại. Đây là cát nè. Nhiều loại cát. Đó, nguyên ghế róc, ghế gốc nó luôn á. Đó. Quá đẹp ha. Điểm thái này tí xíu mà đã có hoa rồi. Vanda nè. Lớn nên lúc nào cũng có hoa, đủ loại có mặt hoa. Hôm nay mình cố gắng mình rảnh buổi chiều nên mình quay cho mọi người xem lâu lâu á. Mình đi xem của mặt pha rất đẹp.